nay bên Tường lại tiếp tục về thêm Xpander để phục vụ cho các anh chị nha. Dành cho các anh nào thích đi số sàn nè. Thì bên cạnh Tường đây là Mitsubishi Xpander số sàn đời 2020 ha. Chiếc này thì đi khoảng 21.000 km rồi các anh chị. Hôm qua Tường có lên cho các anh chị một chiếc Xpander màu nâu cũng tương tự như thế này, đời 2021 rồi ha. Nhưng mà chiếc đó thì Tường cũng đã nhận cọc rồi. Nếu mà các anh chị nào mua hộp chiếc kia thì tham khảo thêm chiếc này nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu nâu mang biển tỉnh các anh chị, 63 là Tiền Giang. Bên Tiền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Nước sơn quanh xe thì phải nói là còn rất là mới các anh chị, không có bị trầy xước gì hết, mới 96-97%. Đây, những cái mối nối này cực kỳ khách liền lạc nha. Năm vỏ còn là năm vỏ zin heo xe, độ gây gió còn rất là sâu, mâm là không có bị trầy xước gì hết đó các anh chị, mâm rất là đẹp ha. Đách vỏ là tuần thứ 49 của 2019 các anh chị, vỏ zin nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 năm 2023 rồi các anh chị. Ở đây thì có dán phim cho mình rồi ha. Tay nắm cửa thì mạ rơm. Phần bên hông xe thì không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết các anh chị. Mica đàn còn rất là đẹp nha. Rồi phía sau để Tiền xem. Tiền thấy là chưa có cam lùi. Tuy nhiên thì anh chủ có lên cho mình cảm biến lùi rồi các anh chị nha. Tiền bỏ sơ phần cốp cho các anh chị nhà mình xem nè. Không gian hơi chật tí xíu các anh chị ha. Đây, những phần nhựa bên trong hầu như là không có một vết trầy xước nào hết nha. Nỉ cũng còn rất là mới các anh chị. Ba cái ngăn để đồ như những chiếc Xpander khác các anh chị nha. Con đội tay quay, đồ nghề còn khá là đầy đủ các anh chị nha. Nhà mình không đi full người thì có thể gập ghế xuống hết như thế này nè các anh chị. Mình để được một khoảng để đồ khá là lớn và mình nên là có một tấm nhựa hay là một tấm simili ở phía trên để mình trải, mình bảo vệ cái phần nỉ bên dưới nha. Tất cả xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tiền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Rồi ghế nỉ nguyên zin. Sàn thì sàn nguyên bản, trần nguyên bản các anh chị, xe đi mới có 20.000 thôi mà. Đấy, chưa có màn hình các anh chị ha, có cân bằng điện tử nè, cân số cũng còn rất là mới các anh chị nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Và Xpander hiện tại Tiền còn thêm một chiếc tương tự như thế này nữa, cũng đời 2020. Rồi còn thêm một chiếc số tự động màu bạc đời 2019 nữa các anh chị ha. Và thêm một chiếc số sàn màu đen đời 2021 nữa. Và nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc Xpander Tiền vừa nêu thì nhớ liên hệ Tiền, Tiền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Và hiện tại bên Tiền còn một số các dòng xe 7 chỗ khác nhau như là Etiga nè, rồi có Santa Fe, có Everest nha. Có cả 3 chiếc xe Sedona nữa các anh chị. Nên nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe từng vừa nêu thì nhớ liên hệ Tiền nè. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục rút hồ sơ, thủ tục sang tên hay là thủ tục mua xe online, thủ tục trả góp thì nhớ liên hệ Tiền nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào theo dõi kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.